Em chào mọi người nhá. Hôm nay sẽ review cho mọi người cái gói Supernet 5. Nói như thế là không được đâu. Không thì anh làm gì? Thách mẹ. Cái này tí phải hỏi nhân viên xem nào nó. Cái gói này là bao tiền cơ. Đấy. Bây giờ đi kéo cái đường dây. Đấy. Em cứ đi theo đường dây điện, nếu mà nó vứt thì vứt. Ở đây toàn kéo qua rừng keo thôi. Thì bao này cũng khoái phết đấy. À. Gần 6 giờ chiều rồi mà nắng vẫn còn mẹ đỏ lắm. Đây là khách hàng công ty cho nên là nó cũng đành phải kéo thôi. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Đấy, để anh em. Dây thuê bao toàn mắc lên cây thôi. Đấy. Chất lượng phết. Gọi xem. Ném luôn nhé. Ừ, ném đi. Ê, ném mạnh vào. Đây anh ném cho, đây anh ném. Đấy. Em ơi, cái thuê bao này bao tiền một tháng ấy nhở? 430.000 à? Ừ. Em thu tiền cho chị à? Không, có vào đây không? Chị đang ở phòng xong, bây giờ chị vào luôn. Ừ, vào đi. Em thu tiền ở trong này rồi mà em kẹo xong rồi à? Ờ, vừa mới bắt đầu kẹo. À, ê. Ok. Có những ai vậy? Hả? Có những ai vậy? Có 500 anh em YouTube. Hả? Có 500 anh em YouTube. Trời ạ. Không uống nước gì, uống rồi. Ok. Bao nhiêu nhỉ? 400 bao nhiêu nhỉ? Hôm nay nó bảo 400 bao nhiêu em nhỉ? 400 bao nhiêu em Luyến? Tắt rồi. Hình như 450 hay là 430 gì đấy nhỉ? Hôm nay nghe vẻ như vậy. Cái gói Supernet Net 5 này hình như được. Có em ném qua đây. À đoạn này không. À em ném qua tí nữa chốt cho nó dễ. Đây là cột. Ôi giời ơi. Đấy, khách hàng chỉ chơi như này thôi. Không có cột cứng. Cái này được trang bị tổng là 4 cái wifi sao. Tí nữa nghiệm thu xem. Không nhớ 4 hay là 3. View ở đây giống như kiểu Đà Lạt luôn nhỉ. Đẹp hết. Đấy. Mỗi tội kéo hơi vất vả. Không biết cái cột nó ở đâu nhỉ. Ây da. Ây da.
Đây em cho nó qua đi. Cho qua bên góc bên kia. À dây nó đâu nhỉ? À dây bên này. Có, đi tuần qua đây. Kéo nặng chưa? Ra đây anh này. Không biết đường điện ở đâu, cái cột ở đâu nữa. Lúc trước đó trên Google thì thuê bao này khoảng độ ui có được không? Cột điện ở đâu? Bà sốt kéo cái dây qua các bạn. Dây wifi cho công ty thôi ạ. Ai cột điện nó anh giờ. À. Quá xa này. Cái quần anh nhỉ? Đây này, em nhìn cái quần. Được cái đây view đẹp phết. Đây, chúng ta kéo lên cái con chạm trên kia. Đây cột cuối à. Từ từ nhá, để anh đi xem nó ở đâu đó. À hình như ở dưới này. Đúng rồi. Ờ. Đây đây, em đi qua đây. Cứng lại thì sao dây điện này. Ờ. Nhéo nhéo không anh? Thôi tí nữa chọc thôi này. Đây, đi thẳng qua đây. Đến chưa? Ờ, kéo thêm đi một chốt dây. Kéo thêm một chốt dây. Em cắt lấy khoảng độ tầm chục mét.
còn kéo được không? Thế được, thừa nhiều quá rồi. Như cái này xe gì đi qua là gãy cam này. Hả? Ô tô đi qua gãy không ấy? Bây giờ cam này không gãy. Cáp ngày trước rồi. Nếu mà mình kéo ngày trước kém. Mà đi một mình thì cứ cho ô tô dẫm vào phải không? Thì chốt bên kia trước. Chốt bên kia trước xong quay sang đây mà chốt. Chèo bò. Chèo bò. Hít sợ lắm. Dây điện đầy kinh hãi luôn.